Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 18, từ câu 9 đến câu 14. Đức Giêsu còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thuộc nhóm Pha-ri-siêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-siêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác, tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Người ta kể chuyện rằng một lần kia, Thiên Chúa từ trời hiện xuống dương gian, xem loài người tôn kính Ngài như thế nào. Thiên Chúa thấy một tín đồ ấn giáo ngồi xếp bằng trong chiếc khăn và chăm chỉ chìm sâu trong tĩnh niệm, dẹp hết mọi sự trên trần gian này. Ngài rất hài lòng nhưng tự hỏi, tại sao chịu khổ hạnh như vậy? Ngài lại thấy một nhà sư Trung Hoa tươi cười tìm dung hòa sự thiện và sự ác một cách thật khó khăn. Thiên Chúa vui mừng nhưng nói, tại sao phải cố gắng nhiều như thế mà lại không muốn có sự trợ giúp của trời cao? Sau đó, Ngài trông thấy một người tiền sử tế lễ trước vật linh, vẻ mặt đầy sợ hãi. Thiên Chúa cảm động nhưng tự hỏi, tại sao lại phải sợ hãi quá như thế? Ngài lại trông thấy một tín hữu Hồi giáo chân không quỳ trên tấm thảm, đầu cúi sát đất cầu nguyện theo tiếng hát kinh Ea ngân dài vang vọng. Ngài lại trông thấy một tín hữu Hồi giáo chân không quỳ trên tấm thảm, đầu cúi sát đất cầu nguyện theo tiếng hát kinh Ea ngân dài vang vọng của vị trưởng đền đứng trên tháp cao. Thiên Chúa cảm phục nhưng hỏi, tại sao lại phải cung kính và quỳ lụy tùng phục quá như thế? Một rabbi Do Thái lớn tiếng đọc lời kinh chúc tụng Gia-vê. Trên trán và trên cánh tay ông có đeo các văn bản luật. Ngài vui nhận lời cầu của ông nhưng tự hỏi, tại sao lại phải có nhiều luật lệ rườm rà như vậy? Vì thế một hôm Thiên Chúa Cha nói với chúng con hãy đem thần linh tình yêu thương xuống trần gian. Ta không muốn các lễ vật vô ích. Ta không muốn cái chết. Ta cũng không muốn sự sợ hãi và luật lệ, mà chỉ muốn tình yêu thương, an bình và chân thành mà thôi. Bởi vì ta là cha và tất cả mọi người đều là con cái của ta. Thật vậy, khiêm tốn, tin tưởng, chân thành và yêu thương phó thác, đó là thái độ đặc thù mà Kitô hữu phải có khi cầu nguyện, khi đứng trước mặt Thiên Chúa và đối thoại với Ngài. Đây cũng là thái độ Chúa Giêsu và Giáo hội khuyên chúng ta phải có được trong cuộc sống đức tin. Các bài đọc hôm nay giúp chúng ta kiểm điểm lại kiểu cách cầu nguyện và nội dung lời cầu của chúng ta, xem nó đã trưởng thành tới đâu hay vẫn còn mang nặng các hình thức ấu trĩ hời hợt, không trung thực mà còn xa cách tinh thần Kitô. Sách Huấn Ca hay sách Pensira là tác phẩm được viết vào khoảng năm 190 trước Tây Lịch, chứa đựng nhiều giáo huấn khác nhau liên quan tới cuộc sống, lòng tin của tín hữu Do Thái.
chương 35 là một bài giáo lý khuyến khích các tín hữu trung thành tuân giữ luật Chúa và phục thờ Ngài một cách đích thực. Cũng giống như các ngôn sứ, soạn giả đã phá các kiểu cách thờ phượng Thiên Chúa một cách máy móc vô hồn, nặng hình thức bề ngoài mà không phát xuất từ lòng tin vui tươi, sống động, quảng đại, cụ thể và trung thực. Ông khẳng định rằng Thiên Chúa không chấp nhận các cử chỉ thống hối bề ngoài nhằm che đậy các bất công mà tín hữu gây ra đối với người khác, đặc biệt đối với lớp người nghèo nàn và thấp cổ bé miệng, không được ai bênh đỡ trong xã hội, nhất là người góa bụa và trẻ mồ côi. Bởi vì Thiên Chúa không thiên vị như con người trần gian, Ngài không giống như một số giới chức chính trị hay quan án, sẵn sàng im lặng hay nhắm mắt làm ngơ trước tội ác, hay ra sức bênh vực người có tội khi được lợi lộc, hay khi đứng trước các quyền lực chính trị và kinh tế. Chính vì thế, nên khi chủ trương dùng các lễ vật để mua bán đổ chép ơn thánh hay phúc lành của Thiên Chúa, là tín hữu không sống lòng tin, không sống đạo, mà làm thương mại, mà tạo thương mại thì không phải là đạo thật. Không, Thiên Chúa không nhận quà hối lộ, Ngài luôn đứng về phía nghèo nàn yếu đuối, những người không trông mong gì được người đời trợ giúp vì không có gì để trả công hay hối lộ tốt lót cho người khác, và do đó luôn luôn phải chịu thiệt thòi, bị ức hiếp bóc lột, bị chèn ép hắt hủi và loại trừ. Do đó tiếng kêu van duy nhất thấu tới trời cao, thấu lên tới Chúa là tiếng kêu than của tấm lòng khiêm tốn chân thành, biết ăn năn sám hối và biết khát khao sự công chính. Thiên Chúa đáp lại tiếng kêu than ấy vì nó liên lụy tới chính Ngài. Thật vậy, trong sách Xuất Hành chương 22, Thiên Chúa truyền cho dân Do Thái như sau: người không được ức hiếp người quá bụa và trẻ mồ côi. Nếu người ức hiếp họ, cơn thịnh nộ của ta sẽ bốc cao và ta sẽ khiến họa. Người khiêm tốn nghèo hèn và lời cầu nguyện của người công chính là sứ điệp sống động và hùng hồn nhất mà nhân loại có thể gửi lên tới Chúa, đấng công thánh và giàu lòng xót thương. Mùa
trái tim.